Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Nếu mà mọi người đọc title bên ngoài video chắc mọi người cũng biết video này sẽ là gì rồi. Và yeah, như mọi khi mình có một bịch đồ ở đây, mình sẽ ngồi xuống đây và bóp cái đồng hồ này với mọi người. Và trong video này sẽ có một cái giveaway nhỏ nhỏ, nên mọi người nhớ xem đến cuối video để xem là mình ưng món đồ nào nhất thì pick và chơi giveaway nhá. Trong tổng ngày hôm nay thì mình đã mua những cái món đồ ở đây trong cái style khá là Y2K và mình sẽ cố gắng làm sao để mix and match cho nó theo hơi hướng này nhất có thể, nhưng mà vẫn không bị sến quá, vẫn có thể áp dụng vào style hàng ngày ấy. Để nói qua cái phong cách thời trang Y2K là gì thì Y2K là một cái từ viết tắt của Year 2000, tức là cái phong cách thời trang khoảng xung quanh cái thời gian đấy, tức là khoảng 1990 cho đến 2010. Nếu mà mọi người search cái từ khóa Y2K ở trên Google thì nó sẽ ra rất là nhiều cái kết quả tìm kiếm. Và nếu mọi người muốn đọc một cái lịch sử nhỏ nhỏ về Y2K, cái phong cách Y2K này, thì mình sẽ để ở đây cho mọi người xem. Đó thì để mà cái phong cách này sẽ có những cái item thời trang tiêu biểu như là crop top này, những cái crop top mà có họa tiết thọc ngang, hay là caro, những cái quần jean cặp trễ này, hay là những cái váy jean cặp trễ. Phụ kiện đeo cùng thì mọi người có thể đeo scrunchie này, hay là những cái vòng màu sắc như mình đang đeo ở đây ngày hôm nay. Mình mới múc được ở trên Shopee có mấy chục đấy. Tất cả những cái link đồ ngày hôm nay mình sẽ đều để ở bên dưới phần mô tả để cho mọi người có thể tham khảo nhá. Về túi sách thì sẽ thường đeo những cái túi nhỏ 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 thôi và kém nách. Đó thì nói qua như vậy thôi, và vấn đề chính là chúng mình sẽ bóc cái đống đồ này ra và style nó theo cái phong cách Y2K để cho có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày một cách ok nhất nhá. Nếu mà mọi người đã xem channel của mình rồi thì chắc là không lạ gì với cái brand này nữa rồi. Ngày hôm nay mình lại múc ở đây một đống đồ này. Đầu tiên thì cho mọi người xem cái vừa bị rơi ra. Đây là một cái em kính. Mình nhớ không nhầm là mình mua em này chỉ có giá mấy chục nghìn thôi, như 20-30 nghìn ý. Mà đặt về nó còn có cả hộp kính hẳn hoi xịn dã man. Hộp da nha. Ở đầu video đã rơi rồi. Có cả khăn lau kính ở trong này luôn này. Và ở trong lại bọc một lớp nữa. Hôm nay anh chọn cái màu nổi nổi một tí. Với cái giá quá là rẻ, chỉ có mấy chục như thế thì mình nghĩ cái kính này cũng không có gì để bàn cãi cả. Nó kiểu cũng nhựa nhựa thôi, nhưng mà đeo lên để chụp ảnh thì cũng khá là ok. Trước thì như đồ ngày hôm nay mình đặt toàn đen trắng với là xanh lá hay sao ấy. Trước tiên mình có ở đây một em crop top, thì nó sẽ là kiểu buộc cổ như này. Mọi người sẽ buộc cổ lên đây và cái hình ở trước ngực thì nó sẽ như thế này. Nhìn qua cái hình này khá là xinh, mỗi tội là nhìn kỹ vào, nhìn gần vào thì mọi người có thể thấy là nó in bị hơi mờ một chút xíu đúng không? Với cả nó sẽ hơi bóng bóng nữa. Cái em này thì mình mua ở đây là size S, cầm ở trên tay thì mình nghĩ là nó không phải kiểu quá là fit người đâu, mà nó sẽ chỉ vừa vặn thôi. Nên nếu mọi người mua em này thì mình nghĩ cũng mua size S, size M là ok. Nhìn kiểu viền áo vào một màu khác như này làm cái áo trông khá là nổi, và đằng sau thì sẽ hở lưng như này nhá. Tiếp theo một em crop top nữa, nhưng mà cái này là kiểu hoa nhí ấy mọi người. Nếu mọi người muốn mặc theo cái phong cách Y2K thì mình nghĩ là mọi người nên chọn những cái em áo, những cái em váy mà nó có kiểu họa tiết hoặc là hoa này, hoặc là những cái chấm bi hay là những cái euro kiểu trông nó nổi nổi một tí. Và nếu mà mọi người sợ nhìn nó trông kiểu bị cá tính quá hay là bị hơi tắc kè hoa một tí thì mọi người có thể chọn một là ở trên hoa như này thôi, và ở dưới trơn này, hoặc là đổ ngược lại ở dưới sẽ là một cái quần kẻ caro chẳng hạn, rồi ở trên thì mặc áo trơn. Mặc mùa hè chắc rất là ok đây, tại vì kiểu mọi người thấy không, chất nó mềm cực ấy chứ nó không bị cứng. Cái màu hoa này trông cũng mát mẻ ghê ha. Và ướm lên cho mọi người xem nó sẽ kiểu kiểu như thế này. Có một cái đường cắt ở đây này. Mình không nhớ là em này có size không, nhưng mà mình ướm lên người ở đây thì mình thấy em này form nó sẽ kiểu rộng rãi chứ không phải là kiểu fit người. Nên nếu mọi người thích mặc đồ kiểu rộng rãi có thể tham khảo cái em này nhá. Cái hoa này không bị lòe loẹt mà trông vẫn rất là mùa hè nhá. Đủ của nó luôn. Crop top tiếp này. Nhưng mà cái này là áo hai dây mọi người nhá. Dạo này mình rất là thích mặc những cái áo hai dây kiểu kiểu như mình đang mặc ở đây ngày hôm nay. Cái này là mùa nâu. Nó kiểu cổ trái tim như này này, và sẽ có một tí tí ren nữa, nhìn nó không bị kiểu phản cảm như là đồ ngủ. Nó vẫn rất là sang ấy, tại vì nó chỉ có một màu thôi. Nếu mọi người tìm cái áo này thì mình mua ở HM, mình nghĩ là cơ sở nào cũng có ấy, tại vì đây là cái collection mới nên mọi người có thể đến HM và tìm nhá. Mình mua là 299.000 một cái áo trơn như này, và ngày hôm nay mình có ở đây trong cái shop này một cái áo màu trắng cũng gần gần như thế, nhưng mà cái giá nó mềm hơn rất rất là nhiều. Lúc mình mua là nó sale gần như một nửa, từ 140.000 xuống còn có chưa đến 80.000 thôi. Đấy, giá học sinh sinh viên dã man, mà đây cùng gần như là cùng chất liệu ấy. Đây cũng là thun tăm mọi người nhá. Và ở đây cũng là thun tăm luôn. Và cái ren thì cũng kiểu kiểu như vậy. Và mình sợ là cái dây áo của cái em này nó không thể điều chỉnh như cái em này được ấy. Nhưng mà may quá đặt về đây thì nó vẫn có thể điều chỉnh như cái dây của em áo này luôn. Thế nên cái giá bỏ ra chưa đến 80.000 mà nhận lại được ở đây thì quá là hời còn gì nữa. Mới đến đầu mùa hè đã nhìn đây rồi, sắp đến cuối mùa hè này mình sẽ có cái con áo này với tất cả ước màu mà thôi. Cái này ưng nhá, nếu mà được chấm điểm mình sẽ cho 9.5/10, tại vì giá nó quá rẻ mà nhận về nó gần như là cái áo này luôn ấy. Không, nó crop top xong chuyển ra những cái khác cho mọi người nhá. Cái này là không tờ giấy ở trong sờ kinh nữa mà. Cái em áo này là kiểu crop top nhưng mà tay nó là tay cộc, nên nếu bạn nào tự ti bắp tay to ấy thì có thể xem cái em này xem sao. Nhưng mà nó không phải là một kéo crop top cộc bình thường, mà nó sẽ hơi xuyên thấu như này này. Phần ngực áo này, ôi xinh dã man luôn ý. Ở trong thì nó sẽ có may thêm một cái lớp thun ở bên trong nên là nhìn sẽ không bị lộ gì hết, nhưng mà ở đằng sau thì gần như là lộ cả lưng luôn. Nếu mọi người mặc cái em này mà
thấy ngại mặc len kiểu như này luôn ấy, thì mọi người có thể mặc một cái áo sport bra màu đen ở bên trong chẳng hạn, hoặc là mặc một cái áo hai dây màu đen ở bên trong, ok, xinh dã man không? Cái này thì mình cũng đặt là size S luôn, chưa đến 100.000. À, cái chất liệu lưới này thì nó cũng có co giãn đấy, nên là mình nghĩ cái size S này thì 45 cho đến khoảng 52, 53 cân thì mặc sẽ ok la. Váy. À, ở đây mình có một cái váy trông khá là hay ho, kiểu mình nhìn một cái mình cho vào hàng luôn đó mọi người. Nó là một cái váy màu xanh lá cây nhưng mà có phối ren ở bên ngoài nữa. Nhìn ở phần dưới này, nhìn cái kiểu là mình đang mặc chồng hai cái váy lên luôn ý. Nhưng mà nó may vào là một cái thôi nên là mặc khá là tiện, không cần mix match gì hết, chỉ cần cứ mặc lên thôi rồi đeo phụ kiện mình nghĩ là đủ xinh rồi. Bình thường nếu mà mặc đồ ren ra ngoài đường thì mình thấy nó hơi bị phản cảm thế nào ấy, nhưng mà khi mà mặc đồ ren mà phối theo style Y2K thì mình thấy ra đường nó vẫn rất là ok. Trong nó vẫn có một cái nét gì đấy hơi hoài cổ này, có khi nhiều bạn mặc lên nó còn có một chút QQ ý. Đường kim mũi chỉ của em này rất là ok, rất là cẩn thận luôn nha mọi người, nhìn cả ở trong này. Mặc dù không ai nhìn thấy luôn nhưng mà ở trong may cũng rất là cẩn thận. Ở trong là một cái lớp cốt tông vừa phải như này, không dày quá, không mỏng quá, cũng hơi bay bay một chút này. Và ở bên ngoài thì sẽ là cái phối ren này. Em ơi, mình thích cái phối ren này cực kỳ luôn ấy, nhìn nó độc dã man. Nếu mà mọi người đã có quá nhiều những cái áo hai dây bình thường rồi thì mình nghĩ mọi người có thể mua sang những cái em này. Nhìn họa tiết nó hơi hay hơn một chút và cái kiểu phối của nó cũng hay hơn nữa. Mặc kiểu này chắc là sẽ ít bị đụng hàng hơn khi mà ra ngoài đường. Ok, mình còn một cái em váy nữa, nhìn qua khá là giống cái em vừa nãy đúng không? Cũng là kiểu xanh xanh đen đen. Mình thấy cái màu xanh lá cây khi mà phối cùng màu đen là một cái kiểu sự kết hợp rất là chất chơi người rơi ấy, nhìn vào nổi dã man. Em này cũng là váy hai dây như này nhưng mà cái chất của nó thì khác, với cả cái độ dài cũng khác nữa. Độ dài của nó siêu dài luôn, mình nghĩ là cũng phải quá cái phần bắp chân của mình. Hầu như tất cả đồ ngày hôm nay thì mình đều mua là size S thôi, nhưng mà mình thấy có vẻ cầm ở trên tay cái váy này nó hơi bị rộng một chút so với cái size S. Mình nghĩ là bình thường nếu mọi người mặc size mới thì mặc cái em này size S nó vẫn vừa luôn, chắc là mình mặc lên sẽ kiểu thoải mái chứ không phải là kiểu ôm. Có cái chỗ để điều chỉnh cái độ dài ở đây, mọi người có thể kéo lên cho nó phù hợp với độ dài người của mọi người nhá. Đó, mọi người có thể mặc y như mẫu, tức là mặc một cái áo crop top, một cái áo cộc ở bên trong ấy, hoặc là mọi người có thể mặc nguyên như này, nhưng mà nếu mà sợ chiến quá thì mọi người có thể khoác ở bên ngoài một cái áo sơ mi chẳng hạn, một cái áo khoác kiểu sơ mi ấy, nó sẽ khá là ok. Một em váy nữa mình thấy là cái em này mọi người feedback khá là ok tại vì chất của nó ấy. Đây cho mọi người xem, sờ trên tay là thấy chất xịn rồi, họa tiết hoa ấy mọi người, dập nổi mọi người ạ, sờ vào cảm giác nó hơi nổi lên một chút xíu, khá là xịn. Cái em này thì nó sẽ khó khóa ở sau lưng như này và nó sẽ là dạng hở lưng ấy mọi người, hở lưng khá là sâu nên nếu mọi người mặc đi date này hoặc là mọi người mặc đi bar, đi pub thì mình nghĩ là khá là hợp lý. Bộ dây ở cổ nhìn này, cái dạng của nó khi mặc lên sẽ là dạng yếm nhìn này này. Và feedback của mọi người mình đọc ở bên dưới phần comment thì có vẻ là nó hơi bị rộng ở phần ngực này một chút xíu, nên là nếu mọi người mua về thấy hơi rộng ngực ấy thì mọi người có thể sửa lại một chút ở phần ngực nhá. Tại vì với cái giá là hơn 100.000 thì mình nghĩ cái chất liệu như này, cái form dáng như này nó đã quá là ok rồi. Nếu mà mình phải sửa lại một tí thì mình thấy vẫn rất là ưng ý, tại vì nó vẫn là rẻ. Bình thường khi mà mua quần áo váy vóc ở trên Shopee thì mình thấy là hầu như nó không bao giờ có cái chất liệu như này cả. Nó chỉ kiểu là trơn thôi. ưng nhá. Cái váy này mặc lên trông nhìn nào sẽ tùy thuộc vào cái cách phối đồ của mọi người hay là cái cách chọn phụ kiện của mọi người thôi. Nếu mà mọi người mặc cái này mà đeo thêm scrunchie ở tay này hay là đeo những cái vòng béo như này hoặc là đeo những cái khuyên tai trông màu sắc một chút xíu thì có vẻ là nó sẽ nhìn trông Y2K. Nhưng mà nếu mà mọi người mặc không cái này thôi rồi đi một cái đôi boost đùi chẳng hạn thì trông mọi người sẽ rất là hiện đại, rất là chuyển đấy. Ok, cuối cùng còn hai cái nhá. Quần ở đây thì mình có một cái quần jean bình thường màu xanh này và một cái quần caro màu xanh lá, trông này hai phết nhỏ bóc nhá. Hai cái quần này là hai cái quần duy nhất trong kho ngày hôm nay mình mua size M, còn lại mình mua size S hết. Tại vì với những cái dáng quần kiểu này thì mình muốn là mặc trông nó rộng ra một chút xíu ấy. Mình thấy mọi người khen cái chất của em này rất là nhiều và cầm ở trên tay đúng là cái chất của nó ok thật. Nó kiểu rất là mát ấy, mặc mùa hè siêu thích luôn. Vẫn đủ dày dặn ở những cái chỗ cần dày dặn như là phần bụng này. Cái phần cặp quần mình thấy là nó khá là dày dặn, nó may chun dày phết ạ. Và kể cả ở phần trước này nó may hai lớp luôn. Chưa mặc lên người nhưng mà tạm thời mình cầm trên tay mình thấy cái dáng này cũng khá là ok. Nó kiểu rộng vừa phải nên mặc lên chắc là sẽ tạo cảm giác thuôn cái chân mình hơn, tạo cảm giác chân dài hơn. Có cả những cái đĩa quần như này để mọi người có thể lồng thắt lưng vào nếu mọi người muốn. Còn mình thì bình thường mình không hay đeo thắt lưng lắm ấy. Túi ở hai bên nhìn này, rộng rãi, thoải mái, chun co giãn ok, chất ok, form cũng ok luôn. Không ngờ là về giá chỉ hơn 100.000 mà em nó lại xịn như này. The last item của ngày hôm nay, một cái quần jean màu xanh. Mình thấy trong shop này cũng có mấy cái loại quần jean liền ấy. Cái em này thì mình thấy bảo chất cũng mát nên mình mua, tại vì mùa hè đến rồi. Hè mình không thích mặc mấy cái quần jean mà nó bị bó quá thì nó sẽ chảy mồ hôi. Cái này thì cũng gần giống cái em quần vừa sau này, có chun ở đằng sau như này. Và đằng trước thì là cạp cái khuy. Cái màu này thì kiểu màu light blue ấy, trông khá là sáng mắt. Túi này thì đều là may thật chứ không phải là may giả nhá. Hai túi đằng sau này và hai cái túi đằng trước nữa. Cái em này thì là dáng quần suông nhưng mà một cái điểm lạ hơn một chút đấy là ở hai cái bên ấy, hai bên chân thì nó có xẻ như thế này. Mặc lên mẫu thì mình thấy là nó không bị xẻ quá là nhiều đâu, kiểu đi sneaker vào trông nó cũng xẻ một tí thôi à. Trông cũng hay ho phép mà không bị kiểu lố hay là gì cả.
Ok, và đó là cái đống ho ngày hôm nay mình bóc cho mọi người xem. Và một vài những cái cách mà mình mix đồ Y2K sao cho nhìn nó trông không bị xịn quá, vẫn áp dụng vào việc ra đường hàng ngày. Mọi người thấy cái outfit nào ngày hôm nay là đẹp nhất comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và hãy chọn một cái món đồ mà mọi người thích trong video này, comment ở bên dưới cho giveaway, biết đâu là người may mắn. À, với cả ngoài những cái đồ ngày hôm nay trong cái ho này ra thì mọi người cũng có thể áp cái mã giảm giá này. Mình sẽ để cả ở trên màn hình lẫn ở dưới description để mọi người có thể copy paste. Giảm 22% áp dụng về tất cả những cái sản phẩm ở trong shop này luôn nhá. Mọi người dùng thì cứ làm y hệt như video là được và add sản phẩm mọi người thích vào giỏ hàng thôi. Nhớ subscribe channel của mình vì mình sẽ có ra những video hay ho hơn trong thời gian tới. Hẹn mọi người trong video lần sau.